Chưa yêu nên đến
một lần thôi, được quặn đau, được sướng mơ. Trời hôm ấy 15 hay 18 tuổi của nàng, tôi nhớ chỉ 13. Tôi phải hoan lên, hoan nhẹ đừng ngờ. Tôi phải hoan lên, hoan nhẹ đừng ngờ. Lên đến trăm lần, nhất định mình chưa yêu. Lên đến trăm lần, nhất định mình chưa. Trăm lần nhất định. Nhã Thanh và Lê Trang. Nếu như quý vị vẫn còn nhớ thì Nhã Thanh của chúng ta trong cái vòng thần tượng á, thì bạn ấy hóa thân thành ca sĩ Ý Lan. Nhưng lần này thì bạn ấy đã quyết định thử sức mình với một sự hóa thân mới nữa, đó chính là ca sĩ Thái Thanh. Thái Thanh xin kính chào tất cả quý vị. Còn Mỹ Tâm sao? Chào mọi người luôn đi ạ. Một lần nữa gặp lại, trước tiên là ban giám khảo cũng như ban tổ chức chương trình. Chào quý khán giả thân thương ạ. Phần hóa thân vừa rồi đã khiến cho ban giám khảo của chúng ta có rất là nhiều những nụ cười. Giám khảo Hòa Nhật Nam thì sao ạ? Xin mời anh. Hồi còn nhỏ đó là mẹ anh rất thích cô Thái Thanh, là hay mở những cái băng cassette đó. Mẹ anh còn hay hát cái bài này cho anh nghe nữa, cho nên là Nhã Thanh hát thì anh cảm thấy là rất là xúc động. Cái hình dáng của cô Thái Thanh, một cái khuôn mặt và cái mái tóc như một cái bà tiên vậy đó, và rất là duyên dáng trên sân khấu. Anh cũng rất tin là cô Thái Thanh đang hiện diện ở trên sân khấu Lê Trang đó, thì mình phải giữ một cái bản lãnh của mình đó. Hiện nay thì em đang bị cuốn vào, cho nên khi hai người lại nhìn vào nhau, bắt đầu là tương tác với nhau. Lê Trang bị khoảng 2 lần là em vào bị trễ đi. Nếu mà mình đã đi trình diễn đó, thì mình phải hết sức tập trung. Nhưng mà hôm nay anh rất thích những cái động tác, cái mái tóc của em lắc nhẹ, thì cô Mỹ Tâm cổ cũng làm như vậy. Nhưng mà bây giờ giá như cái bộ đồ đó đựng Kim Tuyến anh Nam nhờ. Dạo này chị Tâm chỉ hay mặc cũng dạng đầm này đấy. Nhưng mà nó nên là màu trơn. Và nó cái vải lì á, cái vải nó không phải là vải bóng hay là vải Kim Tuyến, tại vì cái hình ảnh nó gần với Tâm hơn. Nhưng mà anh cũng rất mong hai em sẽ, nếu may mắn được bước tiếp thì sẽ tỏa sáng hơn nữa. Không biết là ý kiến của chị Cẩm Ly như thế nào ngay bây giờ, xin mời chị. Không thể nào nói gì với Nhã Thanh nữa cả. Giống quá luôn á. Đoạn đầu mà khi mà em ra hình dáng bên ngoài, tóc tai, mà đặc biệt là cái gương mặt của em á, nó cũng hao hao giống. Hát lên thì chị thiệt nha, mấy cái đoạn đầu á, chị cứ nhớ cái hình ảnh của cô Thái Thanh hát, chị cứ tưởng như đang đĩa đang hát. Giống lắm luôn. Em về em nghiên cứu sao mà rất là giống. Và ở em ngoài những cái đó, những cái em hát khi mà em gật gù á, cái gật gù nè, và những cái nhấn nhá của em, và đặc biệt cái cuối cũng để ý rất là kỹ nha. Đưa cái tay ra đó, nhẹ nhẹ mà cái tay đưa như vậy nè, quá tuyệt vời. Chị nghĩ ở đây không ai có ý kiến gì hết luôn, không thể nào có ý kiến. Em cảm ơn chị hay. Còn Mỹ Tâm á, thực sự giọng của Tâm hôm nay, của Lê Trang hôm nay, nó có vẻ bị tù, nó không thoát ra được, cho nên có những cái đoạn nó mờ. Đặc biệt là kể từ lúc mà mình hát bị quên á, mất bình tĩnh tí xíu đó, là cái cô Thái Thanh này cũng cứ phải nhắc nhở một cách rất là khéo léo. Nhưng hôm nay có được những cái như là cái gương mặt Tâm hay có cái kiểu mà nhăn cái nền, là những cái đá cái đó thì rất là giống. Tức là mình đã có thêm được những cái biểu cảm trên gương mặt của cái thần tượng mà mình đang hóa thân. Nhưng mà hôm nay thì để ý kỹ là giọng hát nó không được hay như cái lần đầu. Em cố chung... giảm cân quá. À nó mệt hả? Nó mệt hả? Mới sinh con nên là em sợ không có tự tin. Nhưng mà sau cái chương trình này là sẽ đẹp hơn. Lấy là tất cả những gì mà mình đáng lấy phải thuộc về á. Dạ em nhờ các bạn ở chung phòng, mà nhất là em Thanh chỉ em đủ thứ. Dạ, lâu quá không có đi hát cho nên là Thanh giỏi lắm. Ok, chúc mừng tiết mục của hai đứa. Còn đối với anh Trấn Thành. Wow,
Wow, nó phải tới mức độ vậy, nó đi từ cái nấc thang này lên nấc thang khác. Bây giờ mình nói trước về Mỹ Tâm đi ha, là Mỹ Tâm hôm nay thực sự ra tiến bộ rất là nhiều, từ giọng hát cho đến mọi thứ. Dĩ nhiên giống như chị Ly nói, cái âm thanh bạn phát ra, cái sắc màu của nó không có đủ vang. Mỹ Tâm là phải thanh mà vang thiệt là vang. Thì bạn phải về, cái đó là vấn đề về điều kiện sức khỏe ha. Bạn nghỉ ngơi làm sao cho cái cổ họng mình nó thoải mái nhất. Nhưng về cách hát, cách xử lý này nọ thì bạn đã bắt đầu cho mọi người cảm nhận được Mỹ Tâm trong con người bạn nhiều rồi đó. Động tác, mọi thứ. Tôi không biết sao chứ tôi vẫn thích bạn. Thật ra lâu lâu quên hát một đoạn chút xíu thì với tôi không đáng kể, là tại vì cái cách các bạn xử lý nó đáng yêu. Tôi thích bạn, thích cái cách của bạn thể hiện trên sân khấu. Khi bạn hát cái bài của Thái Thanh, bạn phải xử lý theo cách Mỹ Tâm xử lý. Đúng rồi, không có bị nhạc. Bạn bị lâu lâu cái bài Thái Thanh, bạn nghe cái âm sắc các bạn cũng bị lái qua đó, em bị lái qua đó. Không được. Khi Trang hát bài của Thái Thanh thì Trang phải xử lý theo cách mà nếu Mỹ Tâm hát bài đó, Mỹ Tâm sẽ làm vậy. Bây giờ Trang hát lại đi, không có nhấn cái nốt chốc mà hát bình thường thôi. Nên đến trăm lần nhất định. No, không có nhất. Mỹ Tâm không bao giờ nhất. Thẳng, mở to miệng ra, vang thẳng đàn ông hơn ơi. Nên đến trăm lần rộng ra, đúng rồi. Đúng rồi, nhất định mình chưa yêu đó, hiểu chưa? Nếu Mỹ Tâm hát, Mỹ Tâm sẽ hát như vậy. Đây em thấy Thanh hay quá, em nói thiệt. Không được, không có được rồi. Đang đi thi mà. Em cứ nhìn, em nhìn diễn là em không có nhớ lời luôn. Bà đi thi bà bị nhiễm người ta. Nhớ nha, nó phải như vậy. Còn Thái Thanh thì nói thật sự, bạn Nhã Thanh hôm nay bạn làm cho tôi nó sống lại cả một vùng trời ký ức. Ôi, bạn ra từ cái động tác, bạn cái nhịp thở bạn, tôi tin là bên trong bạn, bạn tin bạn là Thái Thanh luôn á. Bạn nhập hồn tới cái mức độ mà bây giờ nhắm con mắt lại là thấy là cô Thái Thanh trên sân khấu luôn á. Nó đúng từng nốt, từng chữ. Cái cách mà bạn ngầm cái chữ cuối á, để ngân á, đúng rồi, ngân, đó. Bạn ngân bằng âm đóng á. Đó, đúng rồi. 18 y chang mà cái cách nấc cũng giống. Rồi trời hốt, cái đó là cái hay đó, xuất sắc luôn. Hai bạn ráp lại á, cái cách mà các bạn biểu hiện trên sân khấu, nó tạo thành một tiết mục rất là dễ chịu, rất là đáng để xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều, tuyệt vời. Cảm ơn tất cả hai bạn. Anh ạ. Rồi, Minh Tuyết nhập thử coi. Minh Tuyết nhập nè, chị Khải Như nè, thầy vận ban giám thị nè. Okay. Tuyết thấy Như, Khải Như. Ủa, lộn à, em. Em sướng lắm, ngồi đây em thấy cái sân khấu của mình rất đẹp. Và khi mà các thí sinh đi ra, giống như là em đang thấy ở trên sân khấu của Thái Thanh và chị Mỹ Tâm thật. Em có vài lần vinh hạnh là diễn chung show với chị Tâm, thì em đứng ở cánh gà, em thấy chị Tâm á, cái cơ mặt và cả cái sự đung đưa của chị á, rất nhẹ nhàng. Nhưng mà ở trong đó, em không biết anh Thành có cảm thấy không, nhưng mà hơi đàn ông chút, hơi đó, men một tôi đã chút nói xíu rồi, men lắm. Thì cái cô này cũng có cái đó. Mà riêng em hôm nay thì em thấy là hai bạn này giống như là bị nhập hồn á, gọi là gì nhập giai, xuất thần. Xuất thần á hả? Và tiết mục này là tiết mục xuất thần, em thấy vậy. Một tràng hối tay cho tiết mục vừa rồi. Nhìn từng làn gió theo nhau cuốn trôi tìm về cuối trời, lòng em mênh mang bao muôn phiền phiêu lãng trốn xa vời. Tìm đâu cho thấy ra ngày qua thướt tha một chiều xưa, muốn quay trở về cười mai em dẫu xa một tiếng đàn. Một lần gặp gỡ ta trao dấu yêu tình nào có ngờ, giờ em nơi đâu khi dòng đời gian dối lắm đổi thay. Chờ nhau em nhé, bước phong ba sẽ qua tìm về nhau. Muốn quay trở về giờ còn nghe nỗi sầu em ở đâu. Khắp chốn gió mưa thét gào, nghe nỗi đau ngập tràn. Đời phong ba mình anh xót xa, bao nhớ thương về em. Ngàn tiếng vó câu vòng về, giờ gặp lại nơi chốn yêu.
ta sẽ gần bên nhau. Đời bể rộng, tình mình sẽ muôn đời. Em ơi nơi đâu thấu chăng lòng ai? Này người yêu hát, tìm khắp chốn gió mưa thét gào, nghe nỗi đau ngập tràn. Đời phong ba mình anh xót xa, bao nhớ thương về em. Ngàn tiếng vó câu vòng về, giờ gặp lại nơi chốn nhiều xưa. Về bên dấu hơi muôn đời ta sẽ gần bên nhau, mãi luôn gần nhau. Và đây là Duy Hiếu với phần hóa thân thành Đăng Trường. Chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Không biết đạo diễn Hoàng Nhật Nam cảm thấy như thế nào ạ? Những cái ca khúc nhạc hoa lời Việt như thế này á, gợi nhớ chúng ta đến những cái giai đoạn của kiếp ve sầu, tình đơn phương của hai anh Lam Trường, Đan Trường những năm ấy ha. Và tôi cũng còn nhớ là có một cái MV mà có cô Tư với lại anh Đan Trường, hình như là đóng giống như là trong phim kiếm hiệp á, có bay rồi có đánh trên không này kia nữa. Những cái MV từ thời đó thì với cái công nghệ cũng chưa phát triển lắm, nhưng mà cũng bay lượn rồi cũng đánh nhau rất là ghê gớm. Quay trở lại với giọng hát của Duy Hiếu thì đúng, anh nghĩ em cũng là người có tài khi mà đã có thể là giả được tới hai cái loại giọng khác nhau của hai thần tượng khác nhau, đó là anh Đan Trường và năm ngoái là anh Tuấn Hưng. Thì cái đó cũng là một cái tài của em. Tuy nhiên với cái tiết mục vừa rồi thì anh thấy là cũng chưa thuyết phục anh lắm khi mà để nghĩ đây là anh Bo Đan Trường 100%. Nó chỉ là mang máng nào đó, và nghe phản phất một vài đoạn thì lại giống anh Minh Thuận nữa, một vài cái sao nhẹ nhẹ. Đúng, chính xác. Hồi nãy em ngồi dưới cùng nó giống Minh Thuận. Anh nói đúng quá anh. Dạ. Anh cũng cảm thấy chưa được đã khi mà mình nếu nói đây là Đan Trường. Thế còn chị Tư? Bài hát này thì nó lâu rồi, nhưng mái tóc là mái tóc hôm nay hiện tại của anh Trường nè, cái mái á. Thế là lúc anh hát cái bài này là tóc anh không có thế này, có thể còn tóc bụi luống đấy. Nhưng mà tại sao mà ở đây mọi người nói Hiếu hát lại nghe thấy anh Minh Thuận? Là tại vì anh Trường á, ảnh hát giọng của ảnh rất là vang, nó thoát ra ngoài, nhưng nó rõ, rất là rõ, và nó rất là tròn, chữ nào ra chữ nấy. Anh Trường không thể nào mà hát ta sẽ đó là của anh Minh Thuận. Luôn mãi, mãi luôn, mãi, mãi. Anh Bo là hát tròn trịa. Ở đây thì ghi là gặp gỡ. Anh Trường không hát gặp gỡ. Cái đó là của anh Thuận. Tại sao mấy người thấy phản phất giọng của anh Thuận là như thế? Anh Thuận là hát sẽ. Chứ anh Thuận không hát sẽ như Trường. Trường sẽ là sẽ, mãi, luôn. Nó tròn còn, đầy từng còn, chữ. Rõ, còn. Rất là rõ luôn. Đó, cho nên là Hiếu chưa có ngâm cứu kỹ anh Trường cho lắm. Ở đoạn đầu thì hát có vẻ có mùi của anh Trường, nhưng vào điệp khúc không có cái sinh khí trong cái đó, nó phải hừng hực nó hạ chỗ đó, cái đoạn đó thì không thấy, cho nên là nó không thấy anh Trường nhiều. Mà khi mình phát âm nhả chữ lại sai cái cách, nó lai qua một người khác. Cho nên nếu mà Hiếu vào thêm cái vòng tiếp theo ở cái vòng Hòa Thanh thì mọi người chờ đợi một cái sự coi như là cải thiện của Hiếu để có thể mà thấy anh Đan Trường được hay không. Em xin được cảm ơn những ý kiến đóng góp của anh chị và hy vọng hai em sẽ cố gắng ở phần sau ạ. Em cảm ơn ạ. Cố lên. Người không yêu ta hãy cứ yêu thương hoài, mặc người ai quen ai hãy cho nhau một lời, dù là lời nghe chua cay, dù là lời thoáng qua tai.
thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Ngày nào bầu trời còn mây bay, lòng ta vẫn thấy yêu thương người. Dù đời còn gặp nhiều chông gai, trọn đời vẫn cứ đi đi hoài. Bạn thân ơi, cố gắng yêu thương đời. Dù đời không yêu ta, hãy cứ yêu thương hoài. Mặc đời ta không ai, hãy vững tin yêu đời. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Dù đời chỉ yêu gian dối, dù đời cay đắng như vôi. Và đó chính là phần hòa thanh của hai Elvis Phương luôn. Yêu người yêu đời, không biết là anh Trấn Thành hiện nay đang có yêu hai nhân vật này không? Dạ rất là yêu ạ. À, nghe nó hào sảng phơi phới lắm. Nhắc tới Elvis Phương là phải nhắc tới Lê Hữu Hà. Họ gắn liền với nhau qua nhiều tác phẩm, đó là những hình ảnh song đôi. Thì cái thái độ hát bài này là phải tươi vui và phải rất là thoải mái. Thì trước tiên là hai anh đều có được cái điều đó. Nói về ở đây ai giống hơn thì Thành sẽ vote nhỉnh hơn cho anh Lê Trường một chút. Tại vì anh Lê Trường ảnh hát dứt khoát và ra cái âm sắc giống với lại anh Phương nhiều hơn. Về bên chú Hùng thì cũng có những cái chỗ cực kỳ giống, nhưng mà tổng thể thì không quá giống. Nhưng mà có phê bình anh Trường ở một chỗ, đó là cái phần xả vai. Khi bạn mình hát thì bên đây Elvis Phương vẫn phải nhập cuộc. Nhưng khi bạn anh hát, anh rồi tôi sẽ làm gì nữa đây ta? Bây giờ tôi có hát chưa? Đúng không? Anh bị lo ra. Khi anh bước lên sân khấu là bắt đầu mọi thứ nó đã phải nhập vào con người anh rồi. Nó là một cơ thể khác, một tâm hồn khác. Anh để ý điều đó. Dạ. Cảm ơn hai người rất nhiều. Cảm ơn Trấn Thành. Cái tiết mục này á, làm Nam nhớ tới anh Elvis Phương trong một cái lần anh em cũng dàn dựng với nhau. Thì trên sân khấu không cần phải bày biện gì hết cả, mà chỉ có cái cảm xúc và tiếng hát của ảnh là nó bao trùm tất cả. Không, anh Nam ơi, cái này em đồng ý nha. Lần trước em đi ăn sinh nhật của anh Đàm. Anh Đàm hát, rồi chị Thanh Hà hát, rồi Hồ Ngọc Hà hát, rồi mọi người. Tới phiên anh Elvis Phương anh lên sân khấu, trời ơi, anh quất một bài xong là ở dưới mà coi như là lẳng lặng ngồi nghe. Mọi người trầm trồ mắt mà im phăng phắc hết, mà nghe anh hát xong xong rồi đứng dậy vỗ tay, xong là cái là anh làm liền ba bài luôn. Mọi người kêu nữa đi, mo là đúng như cái kiểu anh Nam nói là đó. Không cần làm gì hết, chỉ đúng giọng hát mà phan tới thôi là mọi người đều xỉu hết. Thiệt sự, tiếng hát cộng với cái bản lĩnh và cái năng lượng từ cái ngôi sao đó, nó có thể chiếm lĩnh tất cả sân khấu và không cần một yếu tố gì khác trừ khán giả hòa theo mà thôi. Và cái ca khúc này Yêu Đời Yêu Người, chọn ai bây giờ
đó là một cái bài toán cũng rất là đau đầu. Nếu mà khó như vậy nhờ hai chị Tiết với chị Tư mình gỡ rối tơ lòng giùm. Chú Mạnh Hùng bài mở màn chú hát không giống bằng Lê Trường. Lê Trường qua tới bài 2 chú giống, hát quá giống Lê Trường không giống. Giống đúng. Qua tới bài 3 Lê Trường hát giống. Tốt hơn chú. Là sao? Có cách giải quyết, rớt hết hai người. Nhưng nếu mà nhìn sâu một chút xíu về cảm nhận nha, giữa chú Hùng và Lê Trường thì Tuyết vẫn thấy được cái hồn của chú Elvis Phương trong chú Hùng nhiều hơn. Cái tình cảm trong câu hát, cái phrasing, thái độ. Cái thái độ của chú Elvis Phương với Lê Trường nó sợ sợ, nó sao sao á. Cho nên đây là một bàn cân vô cùng khó tính. Mình muốn giống chú là khi chú hát mình phải giật mình cái đã. Chú hát cho mình hết hồn vậy đó. Thiệt cái đó. Giọng của chú kinh khủng. À Thành biết nha. Có nghĩa là chú Hùng á, nhịp hơi không có vững lắm. Anh Lê Trường nhịp chắc hơn. Nên hát những bài nào mà liên quan đến thể loại như Lê Hữu Hà sẽ hát tốt hơn. Cái trẻ hơn. Trẻ hơn. Trẻ hơn. Cảm ơn những ý kiến đóng góp đến từ ban giám khảo. Và chúc mừng hai anh đã hoàn thành xong phần thi của mình. Cây đàn dần ơi đâm vỡ cây đàn, người ơi người ơi, tình ơi tình ơi, đâm vỡ cây đàn dần ơi bạc trắng như phôi, giận người điên đảo quên lời, đâm vỡ cây đàn dần ơi con gái yêu đàn. Buồn ơi buồn ơi, làm sao để nguôi, đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang dòng ca thật buồn, em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tỉnh đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê xóm tin nàng, nàng đâu nàng đâu, nàng đâu nàng đâu, người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh rồi cùng xây đắm gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình, đời ơi còn chi đàn nơi biệt ly, đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Đâm vỡ cây đàn dần người đôi trắng thay đen, dần đời trở như bàn tay. Hiện diện trên sân khấu của chúng ta có những vị giám khảo rất thân với ca sĩ Quang Lê. Đó là ca sĩ Minh Tuyết. Kinh họ thủng. Thân đến mức độ họ cùng ốm và cùng tăng cân như nhau. Những câu chuyện xoay quanh về Quang Lê thường là những câu chuyện về ăn uống. Nó đã trải dài suốt mùa 1 và mùa 2 lại bắt đầu rồi quý vị ạ. Bây giờ đường bàn về anh Quang Lê tội nghiệp ảnh, hiểu dạ, không? Tại vì NASA rồi. Báo xuống cho anh biết là Quang Lê hiện nay là trên 100kg rồi. Nên là bây giờ mình cứ bàn về đó tội nghiệp ảnh. Mà bây giờ chị Tuyết một lát nữa chị sẽ chia sẻ rất nhiều câu chuyện về anh Quang Lê, chắc chắn là như vậy. Nhưng mà chị tin chắc là
bạn sẽ gặp nhiều phiền phức với lại ca sĩ Minh Tuyết, là bởi vì đây là người ta là bạn thân nên người ta hiểu rõ. Với góc độ của Xin á, thì chỉ nói như thế này thôi. Trước tiên phải khen bạn. Bạn nhỏ, không? Bạn có 20 tuổi đầu, đẹp trai, cao ráo, mặc như Isaac mà đi lựa Quang Lê là hình tượng là thấy ngon rồi, thấy không? Hát giọng Quang Lê thật sự nha, không phải dễ bắt chước, bởi vì quá sạch, âm thanh quá sạch, quá hay, thì đòi hỏi cái người ca sĩ bản thân giọng phải đẹp cái đã. Cái thứ hai là bạn hát thiếu sự say mê và chủ động. Quang Lê hát không? Chuyện ngày qua tôi gặp người em gái, là bạn vui hết sợ vui. Thì em cũng phải để ý những điều đó nha. Chứ còn thật ra đối với anh thì em có cái tiềm năng, nhưng dĩ nhiên nói sâu hơn là chị Minh Tuyết sẽ biết được những cái khuyết điểm của em. Cảm ơn nghệ sĩ Trấn Thành. Xin mời ca sĩ Minh Tuyết ạ. Thứ nhất đó, cái mà chị thấy là chất giọng em nó không giống Lê chút xíu nào đó. Chất giọng của Lê á, nó trong và nó sảng ra lắm. Còn giọng của em nó hơi ấm ấm và đầy hơn một tí. À, rồi cái thứ hai nữa, chị phải dùng một câu là Quang Lê đó, ngoài cái giọng đẹp thì Quang Lê xử lý rất tinh tế và hát rất chuẩn. Vì thế muốn bắt chước Quang Lê vô cùng khó. Cho nên đó là một cái điều vô cùng cực khó cho em. Mà với chị nha, chị thấy em không giống Quang Lê rất nhiều luôn. Và nhất là cái bên ngoài em lại càng không giống. Có nghĩa là Quang Lê đang thần tượng em thì đúng hơn, bởi nó ao ước sẽ có được cái tướng giống như em. Trời dễ đất thương ơi. Không những chỉ góp ý cho thí sinh mà còn tác luôn thần tượng người ta. Bây giờ nhắc nhẹ về cái chuyện ngoại hình của ca sĩ Quang Lê, dạ, chúng tôi tạm thời gác cái thời điểm này lại. À, năm 17-18 tuổi lúc mà ca sĩ Quang Lê còn khoảng 100 kg hả? Gì? Không, hiện tại là khoảng 100 kg, như là mọi người nói là cái dao động thôi. Không, nhưng mà trước đây anh ta từng mập như thế. Mình hiểu Khả Như. Khả Như nó nói là anh Lê đã từng có một cái ngoại hình, dạ, sắp xỉ một tạ mấy. Thì ảnh mới bắt đầu ảnh muốn vào một trung tâm ca nhạc. Ảnh phải tìm mọi cách để ảnh gầy gần như chứ em chưa một được như chút thế này. Thì để ảnh vào được trung tâm. Và sau khi ảnh thành danh, ảnh tìm lại chính mình bằng ảnh trở lại. Cho nên là trong cái giây phút này thì em nghĩ là chúng ta nên vinh danh cái khoảng thời gian mà anh ấy đã từng gầy gần giống như bạn này bằng một bức hình mà ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn ngay xin ở đây rồi ạ. Xin mời ạ. Trời ơi. Đây là Quang Lê. Thời điểm đây là thời điểm đây. Quang Lê đây là lúc mà Trấn Thành hát bài Sương Trắng miền quê ngoại. Bây giờ Trấn Thành sẽ hát một bài vinh danh. Dạ vâng, một bài vinh danh giống như anh Quang Lê, giống như các chương trình Oscar mà quý vị vẫn thường xem. Nhìn vào Quang Lê nè. Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi, cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ, cho tôi tìm lại ngạnh cũ năm nào. Ngạnh cũ năm nào. Nhưng mà quý vị ơi, quý vị phải thương Quang Lê. Lê á, vì cái cơ địa của Lê á, nếu mà Lê ăn ít á, Lê khó chịu lắm. Và Lê khổ là cái bản thân của Lê á, là Lê rất thích ăn mỡ. Và cái ngày mà Lê muốn được ốm như vậy để được vào trung tâm hát, để được trở thành ca sĩ, Lê phải làm tất cả mọi thứ có thể, thậm chí nó ảnh hưởng đến cả sức khỏe của Lê luôn á, thì Lê mới có thể được có ngày hôm nay. Đó là một sự hy sinh vô cùng lớn. Nghe thương quá. Thiệt. Cho nên mọi người ơi, hãy thương yêu chúng em, những người nghệ sĩ rất là mê ăn. Dạ. Một cái hố tay. Hai chị em tụi tôi nói với nhau rằng nếu chúng tôi không phải là nghệ sĩ thì hiện nay tình trạng của chúng tôi là cỡ má giàu. Thiệt. Trời quý vị ơi, trên đời này nó có những cái thứ nó cám dỗ dễ sợ. Đồ ăn mà quý vị không bao giờ mà nói chứ không bao giờ hết. Không thiệt á, chết đồ ăn. Phải hiểu. Cả nhà ơi, có những đây. Nói có, lưng. Có chứng. Đây ca sĩ Minh Tuyết. Ở đằng sau lưng đây, của ca sĩ Minh Tuyết là đồ ăn đồ uống. Dạ, đằng sau lưng của nghệ sĩ Trấn Thành là đây, trà sữa nha mọi người nha. Rồi chè. Không. Rồi chưa hết. Trái cây giảm cân. Nước rồi mát. Đây rất nhiều nữa đây. Ủa cái gì vậy? Mất mặt chúng ta quá mà. Không mà phải nói. Mấy đứa phục vụ chị kỳ cục quá. Ăn xong không chịu dẹp để sau lưng vậy. Thank you.
nữa anh hỡi, khi tình đã không còn. Đừng buồn nữa anh hỡi, ta chia tay từ đây. Để nước mắt rơi hết, ngày mai sẽ không còn. Nỗi đau rồi tan biến mau. Tình mình mãi xa cách khi anh dường dạn người. Tình mình đã như thế, anh ơi trách nhau làm chi. Vì chúng ta biết yêu kéo thêm đau buồn. Còn lại đây đêm nay, phút giây tình ơi. Đừng buồn nữa anh hỡi, khi tình đã không còn. Đừng buồn nữa anh hỡi, ta chia tay từ đây. Để nước mắt rơi hết, ngày mai sẽ không còn. Nỗi đau rồi tan biến mau. Tình mình mãi xa cách khi anh dường dạn người. Tình mình đã như thế, anh ơi trách nhau làm chi. Vì chúng ta biết yêu kéo thêm đau buồn. Còn lại đây đêm nay, giây tình ơi. Tại vì em ngày xưa nói yêu anh nhiều. Tại vì anh quên hết câu tình yêu. Tại vì sao ngày xưa đã không chân thành. Tại vì em cô đơn lẻ loi tình ơi. Tại vì em ngày xưa quá yêu dại khờ. Tại vì anh nhỏ nhói đã xem thường em. Tay với nhau, trách nhau được đâu. Tại vì em ngày xưa quá yêu dại, quá yêu dại khờ. Quên hết câu tình yêu. Tại vì sao ngày xưa quá yêu vội vàng, thì giờ đây chia tay với nhau. Trách nhau. Thứ nhất là cảm ơn Tuyết ở trên này đã mang lại một bài hát mà có khói lạnh làm cho tất cả chúng ta mát hơn. Một tràng pháo tay cho Trọng Vương. Yeah. Trọng Vương thân mến, ngày hôm nay trình diễn đầu tiên, rung không? Dạ, hơi rung một chút xíu à. Vậy giờ lắng nghe bài giám khảo nha. Cái eo là có tập thể dục không? Dạ có ạ. Hồi xưa em mập hơn giờ, bây giờ em ốm hơn. Xuống được nhiêu ký? 3,5 kg ạ. Chỉ cho anh Thành với bí kíp. Anh Nam, anh có muốn chia sẻ gì không ạ? Anh thì anh khen, hôm nay là hóa thân phía bên ngoài á, hoàn toàn là anh nghĩ là rất là giống những động tác vuốt tóc hoặc là những cái váy tà của mình á, với từng bước đi là em có sự tính toán rất là tốt. Và đặc biệt là anh thích là lúc mà Steadicam vừa qua á, thì em diễn xuất với Steadicam và với theo cái máy luôn. Thì đúng là cô Minh Tuyết á, là cổ diễn không bao giờ tha những cái cú máy như vậy. Những cú máy như vậy là cổ sẽ luôn níu và ánh mắt nhìn thủng lên của máy luôn. Mà tôi nói bạn nghe nè, ghen qua Nam mới nói bạn mặc gì mà gần giống Minh Tuyết, có nghĩa là tín hiệu mừng cho bạn. Một ngày nào đó Minh Tuyết vắng mặt nếu cảm thấy nhung nhớ, anh Nam sẽ tìm đến bạn. Yeah. Giờ mời chị Minh Tuyết à, cảm nhận của chị. Thực sự Trọng Vương ơi, nói thiệt luôn, khi mà em đứng trên đó hát thì cái cảm xúc của chị là hạnh phúc thôi.
hạnh phúc vì em không phải là một cô gái mà giả chị, mà là một chàng trai giả chị. Điều đó chị thấy rất là hạnh phúc. Một chàng trai mà hâm mộ mình mà giả mình, cái điều đó là nó hạnh phúc vô cùng luôn. Cho nên nếu mà nói để mà chị nêu ra những cái khuyết điểm của em á, thì chắc chắn sẽ có. Nhưng mà chị không nỡ, bởi vì chị cảm thấy mình hạnh phúc quá rồi. Chỉ là góp ý thêm cho em. Về cái phần diễn xuất thì em còn thiếu một cái điều mà rất là đặc trưng của chị. Đó là chị hay nhìn lên lắm. Ánh mắt chị hay nhìn lên và nhìn xa xăm lắm. Chị thấy em hay nhìn xuống đất rất là nhiều. Tuyết ơi sợ té, dài cao quá. Thì tại vì cái đó là cái đặc trưng của chị, thì chị muốn góp ý thêm em về vấn đề đó. Cảm ơn em rất là nhiều. Tôi đang chờ đợi một cái bài như là vì em vẫn mãi là người đến sau, yêu em trong nỗi đau. Nhớ nha. Dạ, đây là một gợi ý anh cho Trọng Vương đúng không ạ? Nếu như bạn có cơ hội bước vào vòng tiếp theo, vòng bán kết. Còn ngày hôm nay rất là xuất sắc với phần mở màn vừa rồi của Trọng Vương. Một tràng pháo tay cho Minh Tuyết. Cho ta trăm nghìn trùng rượu độc, đừng một lời nào mai mỉa cho nhau. Đưa ta đi, đưa ta vào cơn lốc, cho mang mang đến tột đỉnh sầu. Này rót đi em một chén buồn cay đắng, cho ta cười trong nỗi xót xa đường. Rót nửa đi em rót đầy ly cạn, xây dùm ta như từ thuở bao. Em cứ lê bôi đi, xin đừng run và đừng sợ, bởi ta say nên thần tượng cũng lu mờ. Em đừng lo, ta ngồi nghe gió hú trong âm vang. Trong âm vang, vang dày sông, sông hồ. Rốt nửa đi em, rồi mai về xứ lạ. Để mình ta buồn cho heo hát tim gà. Cuộc tình này rồi cùng đến giờ gian. Này uống đi em một giọt sâu ly biệt, cho ta về trong nỗi nhớ buồn tây. Xin đừng cho ta thêm một lời sông dài, ta còn mãi lênh đênh. Xin đừng cho ta thêm một lời nào tha thiết, bởi sông dài, ta còn mãi.
Trên sân khấu được bày trí một cái không gian khá là lãng mạn. Với ca khúc này thì không biết là ban giám khảo có nhận xét như thế nào. Xin mời anh Trấn Thành đi ạ. Nói về trình diễn và chất lượng của bài hát thì hôm nay bạn hát ngang ngửa một ca sĩ chuyên nghiệp. Cái chất giọng bạn là một chất giọng trời cho, và nó có đủ cái độ trải đời, có đủ cái màu sắc để nó mang đến một cái bài bolero cực kỳ đậm đà chứ không phải là đơn giản đâu. Nhưng riêng cái bài này những câu đầu thì giống Đan Nguyên, bắt đầu những câu sau cái cá tính trong con người bạn nó trỗi dậy. Và vì bạn say mê quá, bạn nhập tâm quá nên hôm nay bạn là bạn nhiều hơn Đan Nguyên rất nhiều. Dĩ nhiên nếu mà với ca sĩ thần tượng thì hôm nay bạn không có đạt lắm đâu. Nhưng không phải là không, hoàn toàn không đạt, có nghĩa là không đạt như bạn đã làm tốt ở những vòng trước nha. Nhưng mà với nghề nghiệp của chính bản thân bạn thì đây là một bước ngoặt lớn. Xin được cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Còn chị Tư, thôi thì bây giờ mình sẽ ngắn gọn giúp cho anh chàng Quang Nghị để chúng ta hiểu rõ hơn về những cái ưu điểm của mình trong việc hóa thân và những cái khuyết điểm ngày hôm nay là như thế nào ạ? Thực ra chị hiểu, và tại vì nó hơi khó cho Nghị là bởi vì cái âm sắc thì chính xác hơn. Em không thể giống Nguyên được, em quá bén và quá sáng, cho nên nếu mà để sửa cái điều đó thì rất là khó. Nhưng mà mình chỉ lấy cái chữ ký trong của Nguyên, những cái nấc của Nguyên. Em có nhưng cái nấc của đó là tại vì cái âm sắc của giọng mình, cho nên cái nấc đó nó cũng bén hơn Nguyên nữa. Em không nghĩ vậy, bởi vì mấy bài đầu Nghị hát, lúc mà Nghị mới bắt đầu vô á, Nghị hát giống Đan Nguyên nhiều hơn. Chỉ là vì khi Nghị thăng hoa quá, Nghị quên mất và Nghị hát chính bản thân của Nghị. Bữa nay là mê cái bài này, ca thiệt lòng, nhớ con Khả Như. Chị Như đi lấy chồng rồi anh Thành à. Ai? 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 Ai xấu số vậy? Vậy là cái thông tin này nó bị nhiễu rồi anh ạ. À. Dạ, không phải không thông tin đi lấy chồng. Nói chung chị nói một câu với Nghị, em cố gắng đi. Với những lời nhận xét em về em cố gắng, tại vì nếu mà em không đi sâu thì thật là đáng tiếc. Cố quên đi chính mình đấy. Và đây cũng chính là kinh nghiệm ha. Biết đâu được mình sẽ có cái cơ hội may mắn bước vào vòng bán kết thì sao. Mình sẽ xử lý hết tất cả những cái thông tin ngày hôm nay ban giám khảo góp ý cho bạn. Và chúc cho Nghị sẽ có được một tấm vé. Đường mình ta vẫn ta. Và đây là Thái Sơn. Một tràng hoa tay trong phần hóa thân vừa rồi. Chị Minh Tuyết, chị lại cười. Không biết là em có thấy là khi em hát vài câu đầu chị đang múa dưới đây không ạ? À? Chị múa như vậy nè. Dạ em có thấy. Tại vì á, khi mà mình ngồi dưới đây mà mình nghe một thí sinh lên thi một cái mà giống ngay một vài câu đầu là mình thấy sướng rồi. Cái sự hưng phấn lên. Cái sự hưng phấn lên rồi. Thì nói thiệt rằng là đúng là em hát giống. Hồi nãy em hát cái bài mở màn á thì chị nói với chị Ly, ôi không bằng cái cậu từng trước đó. Nhưng mà chị Ly thích cái phong cách này. Thì nhưng mà khi em hát cái bài này thì đúng thiệt là em hát rất giống Đàm Vĩnh Hưng mới bắt đầu hát bài này. Chỉ có một điều á, chị muốn chỉnh em một chút xíu, tại vì em giống quá nên muốn em hoàn thiện hơn. Với lại đối thủ em là một đối thủ vô cùng nặng ký, chị nói như vậy nhé. Cho nên nếu em không hoàn thiện chưa chắc em đấu lại người ta, bởi vì cái người đối thủ của em á là bị ăn vô máu rồi. Thì đó, ăn quá trời nên nặng ký hơn đó. Đúng nghĩa đen là nghĩa bóng. Em khi mà anh Hưng anh có cái tật, ảnh khi mình hát một cái câu này ông đẩy hơi mạnh á, ảnh kéo microphone ra xa. Nhưng vì ảnh đẩy hơi mạnh và ảnh vẫn kéo dài câu đó nên ảnh mới kéo ra xa. Chị có cảm giác là em kéo theo cái động tác anh Hưng, nhưng cái giọng em lại tắt sớm, cho nên nó bị ngút lẹ lắm, nó không nghe được cái đuôi của nó. Thì em cẩn trọng những lần mà em làm như vậy, cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nói về động tác của em, đúng là em bắt chước động tác của Đàm Vĩnh Hưng, nhưng nó vẫn không có cái thần thái của anh Đàm Vĩnh Hưng. Nó vẫn là nó chưa được tự nhiên lắm, đúng không? Chính xác, nó vẫn là em đang cố tình bắt chước. Tại sao chị nói quá chi tiết như vậy? Vì cũng nhắc lại một câu, đối thủ rất là nặng ký của em. Cho nên chị muốn em phải thiệt là perfect thì mới đấu lại. Mà nếu được như vậy thì sẽ có một tiết mục vô cùng đặc sắc vào vòng trong.
Nhưng mà em yên tâm, chị nghĩ là tại vì đúng là chị Tuyết nói như thế, nhưng mà mình đang hóa thân mà. Còn cái của Hưng là cái từ trong người nó phát ra thì nó phải tự nhiên hơn mình rồi. Em cố gắng, và chị hôm nay đặt niềm tin vào Thái Sơn rất nhiều. Chị rất là mong sẽ được nhìn thấy em sẽ tiến bộ hơn và sẽ hoàn chỉnh đàm mình hơn. Với lại bạn phải hiểu nhé, khi mình làm cái động tác nào nó phải có ý nghĩa của động tác đó. Đôi khi mình chỉ biết tập trung vô động tác, cái mình quên đi là cái động tác nó ở chỗ đó nó có nghĩa hay không. Ví dụ bạn là cái đoạn anh đâu hay tìm anh chỉ có là bạn quay vậy. Nhưng mà bạn phải hiểu là đôi khi anh Hưng anh quay là anh có lý do của anh. Có là khi anh quay là để kéo cái mi nó ra xa một tí để nó bớt cái chữ đó cho nó vuốt nhẹ cái chữ đó, cho như là kiểu mà mình phát ao vậy đó, em hiểu không? Thì khi mình vuốt là để cái chữ em nó đủ mạnh để vuốt thì nghe nó sẽ nhỏ hơn. Còn bạn có chỉ có mà bạn để vuốt tuốt ngoài này thì cái chữ em nó không nghe luôn. Em kéo ra cái em tắt mất tiêu rồi. Đó, nghe em hiểu không? Nên động tác vuốt ra là mình phải hiểu vuốt vì cái gì, chứ không phải là tới đó là bạn phải vuốt là vì anh Hưng có động tác vuốt. À, mình phải nghiên cứu cái đó. Cái thứ hai, anh sẽ hoài cô đơn ơi em. Anh hát cái em, thấy không? Nó có những cái chữ mà em. Bạn phải phát âm được cái chữ đó rất đặc trưng của anh Hưng. Tại vì anh Hưng là người miền Trung, đúng không? Thế anh sẽ không phát âm là em như mình bình thường mà là em, anh, em. Đó, về chú ý những cái chữ đó. Và tôi thì tôi muốn thấy bạn đấu với cái bạn Tuấn Phong. Tại bạn Tuấn Phong thì cái bạn nó quá lợi hại. Và thật sự ra nếu có một đối thủ lợi hại như bạn nữa thì quá xuất sắc rồi, đúng không? Nghe là tự nhiên mình có Hưng thờ mười mấy năm trước với Hưng bây giờ đấu với nhau, ôi trời ơi, nó tuyệt vời lắm á nha. Xuất sắc lắm ấy. Xuất sắc lắm á nha. Chị Tư ơi, Tuấn Phong của những tuần trước và Thái Sơn của tuần này như thế nào hả chị? Lúc đầu là Lila ra bốn người là Lila, tôi thích anh này, ngày tôi chịu và tôi đang trông chờ để em sẽ biểu diễn như thế nào. Bài hát này em hát giống Hưng ở những cái năm đầu tiên mà Hưng hát cái bài này nè. Nó vẫn là có một cái nội lực, nó vẫn gằn nhưng nó không có phải là như bây giờ. Hưng hát nó rất là gai góc, nhưng mà cái bài này tính ở cái thời điểm đó thì em hát giống Hưng. Em rất là kỹ. Hưng hay hát mà cao hay cái gì Hưng hay nhướng cái chân mày lên như thế này nè. Đó, ảnh cúi xuống nhưng mà ảnh hát nhướng lên vậy là có hết. Những cái lúc nhắm mắt rồi làm cái này nè, thì lại những cái đó thì em đã có rất nhiều và rất là kỹ lưỡng khi là móc lại tóc à. Là tóc gì nè đó, dạ. Rất cái kỹ và cái mái tóc của anh Hưng. Nói chung là chị thấy em có cái màu sắc của Hưng và cái phong cách của Hưng, chị thích. Vâng, xin được cảm ơn tất cả những ý kiến đến từ các vị giám khảo của chúng ta và một lần nữa chúc mừng bạn. Cảm ơn Thái Sơn. Em xin mời chị Minh Tuyết ạ. Ôi, Mỹ Tâm đã trở lại với chị rồi. Em hát câu đầu chị giật mình liền, tại vì Mỹ Tâm á, trong cái giọng hát của Mỹ Tâm nó vẫn phản phất cái nét của người vùng miền của Mỹ Tâm á, nó giống dễ sợ luôn. Cái đặc trưng của Mỹ Tâm thì bây giờ em đã làm được điều đó, chị chúc mừng em. Cảm ơn giám khảo Minh Tuyết. Thế còn chị Tư Cẩm Ly. Lê Trang nói là Lê Trang hiện tại là nội trợ, nhưng mà trước đây Lê Trang có đi hát được không? Dạ, trước đây khoảng 20 năm có làm MC rồi về Phú Quốc cũng có giao lưu nhiều. Nếu mà là một bà nội trợ như vậy thì quá tuyệt vời. Sở hữu một chút chất giọng trầm nhưng rất là dày, hát rất là tốt. Nhưng có một vài từ luyến cái chỗ chữ anh mà những cái chữ gì đó bị cứng, nó không được trọn tròn trịa cả cái bài. Nhưng mà những tất cả những cái đoạn phiêu, những cái gì đều rất là tốt. Ok, chúc mừng đây. Cảm ơn chị Tư. Thật sự phải nói khi mà những thí sinh đến đây thì họ có thần tượng của mình. Còn đối với bạn nữ ca sĩ Mỹ Tâm là bạn đã thần tượng được bao lâu rồi? Bạn có kỷ niệm gì với chị Mỹ Tâm hay không? Cũng 20 năm rồi. Hồi xưa em có ở đây, em có nói lúc nãy là có làm MC. Lúc đó chị Tâm chưa có nổi tiếng. Và em có gặp và em thích. Và em cảm thấy cái giọng chị rất là mộc, rất là thật. Mà em thì cũng tương đối, cho nên là em nghe nhạc của chị nhiều. Cũng là duyên số không đến được với nghệ thuật, nhưng mà em vẫn phải ấp ủ. Em xin cảm ơn. Dạ, ngày hôm nay có cái duyên rồi đó, được thể hiện luôn đúng giọng ca của nữ ca sĩ thần tượng của mình.
Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam ạ? Ca sĩ Mỹ Tâm quê cổ cũng ở Đà Nẵng, là mình với cổ cũng là đồng hương. Đồng hương. Mình cũng có một chất giọng cũng hiếm vậy, nhưng mà không theo nghiệp ca hát mà thôi. Dạ cảm ơn anh đã không theo nghiệp ca hát ạ. Đâu có, cái chất giọng anh là để ngâm thơ nha em. Thích nhất là những cái đoạn phiêu á, những đoạn phiêu về cuối và lên cao trào hơn, dường như là cứ cuốn người xem vào trong cái mạch cảm xúc của cái bài hát cũng như là cái phong cách thể hiện. Cái bài Ước Gì này thì nó nằm trong album Ngày Ấy Và Bây Giờ, nó cũng đã rất lâu rồi. Đó thì anh cũng rất mong em sẽ thể hiện Mỹ Tâm ở một cái góc độ nào khác, sôi nổi hơn. Anh rất là mong chờ điều đó. Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều và xin được chúc mừng cho Lê Trang đã có một bài hát ngày hôm nay dự thi thật là trọn vẹn. Em xin cảm ơn ban giám khảo, xin hẹn gặp lại quý vị khán giả. Giám khảo xin cảm ơn rất nhiều. Oh.
người ta cứ phụ tôi hoài. Bây giờ tôi chẳng còn tin trong nhân gian có kẻ chung tình. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hên, nên giờ tôi chẳng còn chi khi người ngoảnh mặt mà đi. Tôi giận tôi đã ngây thơ đem tình yêu hiến dâng người hên, nên giờ tôi chẳng còn chi. À, chị Như ơi, là một fan, một khán giả của hai chàng trai này thì cảm xúc của chị ngay bây giờ như thế nào với phần song ca này ạ? Em là khán giả thì em thấy em nhắm mắt lại, em mở mắt ra rồi em nhắm mắt lại, em mở mắt ra, em cảm thấy nó chưa giống lắm. Trời cướp hà hay cái gì? Em không biết nữa, nhưng mà tại vì em vòng trước thì Như cũng đã theo dõi hai bạn rồi, Như cảm thấy là vòng trước hai bạn hát giống nổi da gà luôn. Còn dáng em ơi nè, Minh Tuyết mới gửi anh lá thư nữa nè. Gửi em đi ha. Thôi tiếp. Đây nè. Không phải là mới gửi mà có sự thua. Chị Tuyết mà ngồi sao mà gửi thư hoài được hay nè, vậy? Nè, trời ơi, đây nè. Nói không chính xác người ta không hài lòng, có nghĩa là đã biết trước mấy cái tình huống hay là gửi sơ cua luôn phải không? Còn 4 lá, đăng Tuyết nói là cứ cách nửa tiếng, Thành mở 1 lá ra cho Tuyết. Giống như chị Tuyết chỉ hiểu trước vậy đó. Thành ơi, Tuyết quý bé Như lắm, nhưng trong trường hợp nó chia sẻ không đâu vô đâu. Thành làm ơn đẩy nó lên sân khấu làm MC lại, đưa Minh Xù xuống giùm Tuyết. Đó. Đó. Đây, trả về. Trả về. Trả mà nó vui quá trời. Gà Như. Đi về đi con. Trời ơi, lên luôn, lên luôn. Lên luôn. Lên luôn kìa. Ê em. Dạ. Cái cách nó đi xuống giống như lễ tân khách sạn chào đón quý khách ở khách sạn. Trời, công nhận luôn á. Ngồi chỗ này khác hẳn luôn. Khác hẳn, giờ làm lại nè. Vâng, chúc mừng hai bạn đã hoàn thành xong phần thi của mình. Không biết cảm giác của hai bạn bây giờ như thế nào ạ? Trước tiên thì cho em xin gửi lời chào tới bốn giám khảo cùng toàn thể mọi người đang có mặt tại trường quay ạ. Cảm giác của em bây giờ thì cảm thấy đã yên tâm hơn trước lúc thi. Và bây giờ thể hiện tốt phần thi của mình xong bớt hồi hộp hơn. Tâm trạng của em lúc này cũng tương tự như bạn Thái Sơn, cũng bớt hồi hộp. Không, anh nghĩ hai em nên hồi hộp lại từ bây giờ đi nè. Và tới phần nhận xét nè. Như ơi, em làm đúng vai trò MC mình, em phải mời anh Thành, đừng để anh tự anh nhận xét vậy. Dạ, giám khảo Trấn Thành anh tự trọng chút xíu, tại vì em chưa mời anh. Thế thì giám khảo Trấn Thành anh cảm thấy như thế nào ạ? Anh không muốn chia sẻ. Anh Thành ơi, em xin lỗi chị Khả Như là cũng hơi bỡ ngỡ khi quay trở về với vị trí là MC. Dạ, xin mời anh nhận xét một lần nữa. Anh nhận và anh nói đây. Hai bạn này là xuống phong độ nhiều lắm luôn á. Bạn Thái Sơn, một phần tôi nghĩ có lẽ do cái tông này nó thấp, bởi vì làm phải hai bài nó match với nhau. Bạn tự hát không nhạc mà đúng tông bài đó coi. Thôi rồi, ta đã xa nhau kể từ đêm pháo đỏ diều hồng. Anh đường anh hẹn đường em, yêu thương xưa chỉ còn ấm thương. Đó, tôi nghĩ chắc là do cái tông bạn không có đẩy hơi ra được. Còn bạn Đan Trường thì nó buồn cười là cái chỗ bạn hát cái bài Đàm Vĩnh Hưng giống hơn bài bạn hát bài Đan Trường mới ghê chứ. Bạn hát cái bài Châu Vừa Lòng Em thì cái âm sắc đó mới là âm sắc của Đan Trường á. Nhưng có vài chỗ thì mình thấy là cái cách ngân, cái cách xử lý chữ nó giống. Nhưng mà nó là vài chỗ, còn đây mình đang nói nó phải là cả tổng thể cả bài hát. Thì tôi thấy nó chưa thuyết phục lắm. Thế còn giám khảo Cẩm Ly ạ? Chị nghĩ rằng không phải riêng gì Thành mà ở cảm nhận của chị cũng vậy nữa. Đặc biệt là ở cái phần lực Minh á, hôm nay em bắt đầu em túm lại gì nè?
Cho nên là tụi em bị tù hết, hầu như là nó không có, nó sáng ra cái giọng của trường rất là vang nha, vang và sáng. Và đặc biệt trường hát cái giọng nó rõ lắm. Em hát cái bài Bóng Dáng Thiên Thần của trường nó không có ra tí xíu nào hết trơn á. Còn nói về Thái Sơn á, anh Hưng ảnh có phà hơi rất nhiều nha. Chính vì nhiều khi do mình tâm lý cố ý làm phà hơi, cho nên khi mà mình đang không phải là cái giọng thật của mình, nên mình phà hơi mình không giữ được cái cột chắc ở đây nè, cái lực chắc ở cái những cái là cái trụ giữa của mình á, cái mình lo phà thì đâm ra là vô tình là nó bị mờ luôn. Cố gắng nếu mình đi được vào vòng trong thì mình có thể để ý thêm một tí xíu nữa nha. Cảm ơn Giang Thành Tâm Ly, xin mời đạo diễn Hoài Việt Nam ạ. Bây giờ anh sẽ dành lời khen hai đứa em đi. Về phần trang phục á, hôm nay hai em rất là đẹp. Các em tạo được sự thiện cảm rất là lớn. Khải Như lúc còn ngồi đây thì Khải Như nói là hôm nay toàn là những cái giọng hát gọi là khủng long yêu quái không à. Các bạn toàn là những cái giọng ca mà rất là khủng. Tuy nhiên cái phần mà cảm nhận của khán giả với lại ban giám khảo ở đây thì thực sự là cái cảm xúc mà hào hứng, cuồng nhiệt mà có thể hòa vào trong cái phần trình diễn của các em thì dường như là chưa có. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Việt Nam. Thế còn Minh Xu? Ủa là em được nói luôn hả? Được nói em, nói hay hay không thôi bị đổi chỗ. Minh Xu thấy là ngày hôm nay đúng như ba vị giám khảo ở đây có chia sẻ rằng tuột đều như vậy thì em có hy vọng như nhau. Một ra hấu tay chúc mừng bọn em hết. Trấn Thành ơi, anh hiểu không anh Thành? Anh hiểu không? Một bạn tuột mà một bạn lên thì chắc chắn bạn kêu quéo. Thì cho nên là các bạn lên bạn tự tin và hai bạn tuột đều. Giám khảo gì đâu mà comment tuột quéo. Chắc đọc thư Minh Tuyết nữa. Chưa. Còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng tôi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn yêu em. Tôi không còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, không còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn yêu em nữa không? Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, tình đời thay trắng đổi đen, tình đời còn lắm bon chen, tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chê. Tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, không, 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 không,
làm. Nói cái đoạn cuối là nói. Một tràng hô tay cho Lê Trường. Phía dưới ban giám khảo bàn luận rất là xôn xao về cái phần này. Không biết là anh Trấn Thành đang nói với chị Tư điều gì ạ? Tuyết nói là có, chú có hát vậy không? Anh Elvis Vương là lâu lâu ảnh có hát thì kiểu là ảnh nói và ảnh thét lên. Cho Tuyết hỏi là cái bản live của chú là chú có thét lên như vậy à? Dạ có chị Tuyết. À ok. Khi mình la phải cẩn thận anh nhé. La phải êm ái hả? Có melody hả anh? La nó có thái độ một tí. Thái độ. Không. Cái gì? Góp ý em nói là la là nếu la là phải có thái độ. Anh tưởng em phản đối anh cỡ chứ. Cỡ như cơn cưng la thái độ đi cưng. Đó là thái độ đó anh. Anh hỏi nha, để em trả lời lại như Như nha. Ừ. Dạ. Em đi show không em? Đi. Anh ơi, cái bài này anh hát theo cái version studio hay là version hát live vậy? Thâu âm. Bản thâu âm. À, bản thâu âm hả? Bản thâu âm à. Em khuyên anh là nên chọn hát live. Tại vì nó sẽ có rất là nhiều những cái đặc trưng mà khi hát live với người ca sĩ đó mới xử lý. Bán nhạc cho em xin dạo dạo xíu đi. Em làm cho anh coi cái cách này nha. Intro nha, thử nha. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn yêu em nữa. Không, không, tôi không còn, tôi không còn yêu em nữa. Em ơi, rất giống. Cảm ơn ban nhạc. Rất giống, thật sự. Cảm ơn. Anh Phương anh không hát đều. Em ơi, là hai chữ nó đi liền với nhau. Em đưa cho anh thêm cái chiêu này để khi anh hát những cái phần sau của anh, làm cái version live nó thú vị hơn, nó có nhiều cái cho khán giả coi hơn. Thường thường thì cái bản thu âm mình bao giờ cũng phải chỉnh chu. Nhưng mà nói về tâm trạng thì nó không có. Tại vì tại cái thời điểm đó, cái bài hát đó sẽ là một cách xử lý khác. Tại ở một cái thời điểm khác, ở một cái ngày khác nó sẽ là khác nhau. Nó có rất là nhiều thứ cho nên là nó đa dạng và nó màu sắc, nó hay hơn nhiều. Đối với cái bài bốn người vòng lộ diện á, Ly cũng chấm Lê Trường là người giống nhất về hình thức, cả về giọng hát. Nhưng mà qua tới cái bài này lại thấy nó giảm đi rất nhiều. Còn về cái phong cách á, thì Trường có. Lúc đầu của chú vậy là có. Chú đứng cứ hay nhúng nhúng tí xíu vậy nè, chứ không có đứng yên vậy cái mà hơi khung khung chút xíu. Ờ thì đó. Hơi trùng cái chân là chút xíu. Người chú lúc nào cũng thẳng tưng như thế này à, mắt bao giờ cũng nhìn thẳng. Hát khí khái, dùng từ là khí khái lắm. Lê Trường có rất nhiều. Nhưng mà trong bài này thì nó không giống chú nhiều bằng cái bài đầu tiên. Cái quan trọng nhất là em chấm mình có truyền tải được cái con người, cái tâm hồn của cái người đó hát hay không. Không thể một sớm một chiều được. Mỗi người đều có một cái âm sắc, một cái thanh âm khác nhau hết. Nhưng bởi vậy người ta chấm ở những cái nét đặc trưng trong giọng hát. Và cái thứ hai, nếu được cái hình thể thì nó là một cái tổng thể tương đối, chứ không thể nào tuyệt đối hoàn toàn 100%. Mọi người đã nói về thí sinh rồi, nhưng mà cái ca khúc này á của chú Nguyễn Ánh Chính làm cho Nam gợi nhớ lại cái kỷ niệm về chú. Chú rất là hiền, và có một lần á dàn dựng với chú đệm piano, cái cây dương cầm đó thì bây giờ vẫn nằm ở tại nhà Nam, và chắc chắn là Nam sẽ không bao giờ bán cái cây đàn đó. Đó, và cái ca khúc Không này thì nó cũng là một cái ca khúc vô cùng nổi tiếng, đã được Diva Đặng Lệ Quân phổ lời Hoa rồi lời Nhật nữa. Và nó nổi tiếng khắp châu Á luôn. Với phần thể hiện của Elvis Phương, Lê Trường thì anh cũng cảm thấy được nuôi lại, đong đầy những cái cảm xúc đó. Cảm ơn Lê Trường. Cảm ơn đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Cảm ơn anh Lê Trường. Thật đớn đau, trái ngang lòng tôi mà cùng khối đá tôi chết giữa ngàn khơi. Đàm ruột đắng cay thơm ta. Wow. Vào không gian. Wow. Hôn ta vỡ trong ta đời ngang yêu. Giống quá. Thank you.
ánh sáng trong hồn tôi khi ưu tư đang chất đầy vì tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất, thật xót xa. Mỗi như trôi với trong biển khơi, sao em ra đi không quay lại, để lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong mọi mòn, nhạc điệu ân ái nay còn đâu. Thật đơn đau trái ngang lòng tôi mang, thật không có nhạc tôi chết chưa ngàn thời. Giọt đắng cay thắm tan vào không gian, hồn ta vỡ xác tan đời ngang yêu. Tìm đâu thấy bước chân em về nơi này, dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây. Không còn quay về, mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa. Khi tôi cho em linh hồn tôi như ngôi sao băng qua đêm dài về nơi rất xa. Tôi đâu biết đang quay về một hành tinh xa. Để rồi ra tôi đi lang thang mong tìm em, tôi cơn đau thương thân ra rời mà đường không lối đi. Đang là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống, để hồn tôi uống men rượu cay. Tìm đâu về nơi này, dòng sông cũ vẫn trôi cô đơn anh ngồi nơi đây. Và em đã bước đi không còn quay về, mình anh vẫn giá băng bao năm đi về nơi xa. Thật đớn đau trái ngang lòng tôi mà. Giọt đắng cay thấm tan vào không gian, hồn ta vỡ trang tan đời ngang yên. Khi tôi cho em đi cùng tôi như ngôi sao mang qua đêm dài về đây rất xa. Tôi đâu biết đang bay về một hành tinh xa đầy rối ràng. Tôi đi lang thang mong tìm em, ôi cơn đau thương thân xa rời mà đường không lối đi. Nàng là giấc mơ kiều kỳ để hồn tôi uống men rượu cay. Nàng là giấc mơ kiều kỳ để hồn tôi uống men rượu cay. Một tràng hoan hô tay cho tiết mục lộ diện rất là sôi động vừa rồi. Sướng quá. Đây là tiết mục lộ diện vui nhất. Thấy chưa? Lúc đầu có cái sự khát khao mong chờ là sẽ có một cái vòng hừng hực lửa đó. Đó, và vàng đúng là có khát ha. Như ước nguyện đúng không ạ? Không biết là các vị giám khảo của chúng ta có nhận ra đây là ai không ạ? Dễ quá đúng không mọi người? Quá rõ ràng. Bên đây là ai ạ? Đáng chưa? Wow. Tiếp tục ạ. Tuấn Hưng. Bên đây ạ. Tuấn Hưng. Và Mr. Da. Yeah. Hoàn toàn chính xác, ban giám khảo 10 điểm. Nhưng mà bây giờ mình phải làm quen với họ chứ đúng không ạ? Đúng rồi, bắt đầu từ cái ông Mr. Da mà ông làm tôi cười muốn chết luôn. Hất cái đầu chứ. Không, cái này mới ghê nè. Chào bạn. Đã trực tiến thì cho em xin gửi lời chào tới bốn vị huấn luyện viên cùng toàn thể mọi người đang mặt tại trường quay. Em tên là Nguyễn Thái Sơn và em đến từ Nghệ An ạ. Wow. Thái Sơn năm nay bao nhiêu tuổi rồi và bạn đang làm công việc gì?
Nhà Tài Sơn năm nay 25 tuổi và Sơn là làm ca sĩ tự do. Ca sĩ tự do, Hèn Chi rất là tự tin đúng không mọi người? Trời ơi, sao mà nội nó khạc hạc quá vậy? Em cũng không biết. Thế là thí sinh tiếp theo. Đây là cái ông mà tôi bị giật mình ngồi phía dưới, y đúc trong bóng đêm. Đã, xin mời anh tự giới thiệu về mình. Anh giới thiệu về mình đi ạ. À, lần tiên cho phép em xin gửi lời chào tới bốn vị giám khảo cũng như toàn thể quý vị đang có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Giống quá. Giống quá giống. Em tên đầy đủ là Nguyễn Thành Nam, em đến từ quê hương Hải Phòng ạ. Hải Phòng. Năm nay thì em 34 tuổi, cách đây khoảng tầm mười mấy năm rồi đấy ạ. Cái thời điểm mà em vẫn còn học phổ thông thì em có đi hát và mọi người bảo là cái mặt của em rất là giống, vậy nghe cái giọng của em rất là giống. Em cũng bỏ lỡ rất nhiều cuộc thi rồi. Và cái cuộc thi này cũng là một cái tình cờ mà có một người bạn tự nhiên match cho em. Thì em mới tham gia cuộc thi này và rất may mắn là được vào đến vòng này. Và ngày hôm nay quá đặc biệt và ấn tượng đúng không ạ? Cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Cũng lại là Tuấn Hưng. Mời anh giới thiệu về mình. Xin được kính chào bốn vị giám khảo cùng tất cả quý vị đang có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em tên là Quang Anh, năm nay 37 tuổi, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Chị Như, 37 tuổi, hỏi gì không? Dạ, anh có gia đình chưa? Dạ, có rồi. Dạ, có rồi. Hết hỏi, qua đây. Qua luôn, qua luôn. Qua luôn, đây. Chào anh Trường. Lời đầu tiên cho phép Duy Hiếu xin gửi đến tất cả quý vị trong trường quay một lời chào trân trọng nhất. Duy Hiếu năm nay 36 tuổi và đang làm việc và công tác tại Hà Nội. Ồ, giọng anh là người giọng miền Nam mà anh lại công tác ở Hà Nội hả? Thực ra thì mình là người Hà Nội. Trời ơi, trời ơi. Trời, cái ông này. Tại vì làm đang trường á, đang thể hiện đang trường chứ không nói giọng Nam luôn. À. Thôi em chào lại bằng lời chào của em. Em xin tự giới thiệu với tất cả mọi người. Em tên là Duy Hiếu, năm nay em 36 tuổi và em là người Hà Nội. Hay quá, biến hóa khôn lường. Anh Trấn Thành là ngồi không yên trên ghế đó luôn rồi. Thế thì anh có người yêu chưa? Mình có gia đình rồi. Rồi quay qua đây, qua đây. Qua đây. Qua đây. Nói nghe nè Như, nhiều khi mấy anh độc thân mấy anh nói vậy cho em bỏ qua. Dạ em biết mà, em hiểu hết, em hiểu hết. Thế thì bây giờ mới là cảm xúc của ban giám khảo dành tặng cho bốn nhân vật ở trên đây, để biết đâu được họ sẽ rút kinh nghiệm nhiều hơn trong vòng thứ hai là vòng biến hóa. Xin mời chị Minh Tuyết. Đang Trường ơi, Đang Trường hát chứ không nhận ra được Đang Trường. Chưa có rõ nét của anh Bo lắm. Chắc có lẽ là một cái bài hát chung cũng không đủ để thể hiện hết tất cả những cái đặc trưng của anh Bo. Cho nên cố gắng phần sau hát tốt hơn một tí để mà giống hơn một tí, để mà giống anh Bo với lại để ý Đỗ gì. Tuyết biết bạn này là ai? Quen không, lắm đấy. Không nhớ. Quen lắm luôn mà giờ không nhớ rồi. Bạn này năm ngoái có thi. Quen lắm. Mà thể hiện giọng hát của Tuấn Hưng. Ồ, phải không? Hỏi nam đó là thấy quen. Đúng lắm. Không? Quen lắm. Mùa đầu tiên thì em có tham gia ca sĩ thần tượng với thần tượng là anh Tuấn Hưng. Hát thử Tuấn Hưng đi. Ngày xưa đôi ta thường hay mơ về ngày mai, nào ai có ngờ em là nàng công chúa đợi chờ anh một ngày trong xanh. Thật sự nha, Tuyết không nhận ra giọng của bạn mà chị Ly nói với Tuyết là Đang Trường, Tuyết mới biết. Hồi nãy mà chị Ly không nói mình cũng không biết luôn. Tại vì thật ra là nó cũng nói với Tuyết là nó không giống lắm, nhưng nó có và đặc biệt là tại vì cái bài hát một phần nữa, hiểu không? Thế còn những người còn lại thì sao ạ? Hai bạn Tuấn Hưng giỏi quá, hai bạn Tuấn Hưng hát thật sự giống, cả hai bạn đều giỏi. Tôi đợi hai bạn ở những vòng tiếp để xem bạn nào nhỉnh hơn, chứ hai bạn đều giỏi và rất giống. Mỗi người có một cái mạnh riêng, mình không nói trước ở đây, mình để hai bạn tự phát huy đi, sau đó mình sẽ nói nhiều hơn. Cái bạn Mr. Đàm giống luôn, dĩ nhiên là không thể giọng á, vì giọng không đủ mạnh và bật như anh Hưng. Hy vọng vô cái bài tủ thì bạn sẽ phát huy được nhiều hơn. Nhưng nó về thần thái rồi cách nhưng style Ly, rồi duyên dáng. Ly lại thích cái phong thái của Mr. Đàm này hơn cái phong thái kia. Chị tại vì trước bạn có một người cũng là thể hiện Mr. Đàm rồi. Bạn có một đối thủ mà cũng khá nặng ký đấy. Và tại vì anh ấy cũng giống lắm. Nhưng mà anh ấy là phiên bản là anh Đàm Vĩnh Hưng sau khi lấy vợ. Còn bạn là Đàm Vĩnh Hưng cái thời đương thời mà hoàng kim nhất của anh Đàm Vĩnh Hưng là body này. Còn dạo gần đây thì anh ấy cũng giống tôi. Nhưng mà tôi nghĩ là nhìn bạn anh Hưng anh sẽ nhớ ảnh lúc mà trẻ lắm á. Mà tại vì bạn cái body bạn di chuyển rất... Hưng, Hưng hả? Hưng lấy vợ. Anh Hưng ơi em thích anh lắm. Bạn thú vị quá, bạn rất là giải trí và bạn có những cái thu hút riêng của bạn. Và tôi nghĩ là bạn sẽ có nhiều cái điều thú vị chờ ở vòng sau, tôi sẽ đợi điều đó luôn.
một tràng pháo tay cho Như Mai. Và chúng ta sẽ cùng đến với nhận xét đầu tiên đến từ giám khảo Hoàng Nhật Nam ạ. Anh thấy Như Mai có nghiên cứu rất là kỹ những cái động tác về hình thể của ca sĩ Lệ Quyên. Không biết là bài hát này là em xem chị Quyên cái clip diễn nào? Diễn trên sân khấu hay là hay như thế nào em? Thì ca khúc này thì em thấy trên YouTube thì chị Quyên thể hiện ở live show của chị Quyên. Một cái là hát live ở live show và một cái là chị quay ở trong studio. Thì em xem rất kỹ hai cái clip đó và hầu như là những cái động tác cơ bản, động tác mà đặc trưng của chị là em đã cố gắng ghi nhớ và thể hiện. Trong cái chương trình đó chị Quyên có đi qua đi lại nhiều như vậy không? Biết ngay. Dạ vâng ạ, thưa anh là tại vì chị Quyên hát với lại vũ đoàn á nên là chị cứ vậy nè. Bé tưởng tượng phong phú. Em ở đây không có vũ đoàn, em cứ níu anh gì đó. Thì á em làm rất là ra cái động tác của em á, và hôm nay tạo hình tóc và cái váy với dáng người của em cũng nhỏ nữa, vai cũng rất đẹp, thì em có những cái điều kiện rất là thuận lợi để giống chị Lệ Quyên. Tuy nhiên anh nghĩ rằng là cái phần vừa rồi em phải tiết chế lại chút. Bên kia có vũ đoàn thì chỉ có tương tác thì nó sẽ dữ dội hơn, nó sẽ hấp dẫn hơn. Còn đây em cứ xề bên này, xề qua bên kia, cứ làm suốt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thứ nhất là cái giọng hát của em nữa, thứ hai là về cái hình ảnh của một ngôi sao mà cứ xề như vậy. Dạ. Khoan anh, mình dùng cái từ sàn hay gì được không anh? Di chuyển được không anh? Sàn nó sàng là động từ, còn xề là xề là một xề phần của tính từ luôn ạ. Xề là tính từ luôn. Xề. Nhưng mà em phải xin lỗi anh Nam chút xíu. Anh Nam nói là bạn phải chỉnh tiết chế lên một chút xíu. Thì Thành cũng không đồng ý lắm. Thành nghĩ là bạn phải tiết chế rất nhiều luôn á. Chứ không phải là một chút xíu đâu nha. Hơi bị bất ngờ. Bạn thật sự là bị quá tăng động so với những gì bạn đang thể hiện. Hồi nãy tôi mới vừa khen bạn xong thì tôi nói thiệt xin lỗi bạn, tôi muốn lấy lại lời khen ghê vậy đó. Thôi bà, cái này nè, tôi nghĩ là tại Thành nhá. Chắc vậy quá. Nhiều khi khen xong cái té hèn quá khích. Cứ mỗi lần mà tới tập nào của ca sĩ thần tượng á, thì trong phòng thí sinh á, nên lấy một cái bảng tên xong mình viết lên trển. Đề nghị các thí sinh khi nghe lời khuyên của Trấn Thành phải biết chọn lọc lời khuyên, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện. Em cảm thấy chị Tuyết giống như dành cả thanh xuân để mà mài dao đâm lại xìm này vậy đó. Anh xìm, anh có đau không ạ? Không, anh xìm mở dạ, thôi. Không đi vào xuất hiện. Thưa bạn, thế này, tôi luôn luôn phải chỉ cho các bạn thí sinh chiêu là để ra sân khấu có cái đi biểu diễn cho khán giả xem. Nhưng mà riêng với bạn chắc tôi là phải níu bạn lại. Phải nắm tay níu em. Như vậy vấn đề của em là gì? Để anh nói nè. Em bị biểu diễn, em không thể hiện mà em bị biểu diễn. Tất cả những gì em làm của Quyên rất giống và em để ý rất kỹ. Nhưng em hãy làm tất cả những điều đó slow motion xuống hai nấc cho tôi. Quyên ra là sang trọng lắm em. Trời ơi, Lệ Quyên mà. Đúng rồi. Ra người ta như vậy. Nhiều lần anh đến gần. Lông lên rồi xương sâu kín. Mà ta đi nhẹ nhàng, cái hông người ta đi nhẹ nhàng sang trọng. Còn em trời ơi bé ơi, không có làm như vậy, nhanh quá. Tôi nghi là cái dòng sau con bé này nó xuất hiện. Nó đứng sẽ đứng chỗ. Yên một chỗ. Mà nhung. Slow motion luôn tại vì Thành kêu step tới hai bước lùi rồi đó. Đó, chị nói nè. Lọc lửa lại giùm chị. Lọc lửa lại giùm chị nha. Em đúng là em có cái phong cách đó, mà nhất là cái phần từ gương mặt em nè. Em làm những cái này nó giống Quyên lắm. Cái nhất, cái thứ hai trong giọng hát của em, em bắt chước Quyên, em có cái âm. Nhưng trong cái bài hát này, những cái đoạn em chặt, nó bị gắt quá, nó bị mạnh quá đi, nó không có cái tình ở trong đó. Nếu mà em nghe kỹ lại, nó bị gắt. Và như nói là Quyên hát cái âm nó vòm nhiều, âm nó dọc nhiều.
em lại bị dọc quá luôn đó. Tức như là em bị rộng ra quá, cho nên cái hơi em nó tống ra hết ở ngoài luôn. Cho nên lúc đó nó làm cho các nốt của em nó bị chỉnh choạng liên tục trong một bài hát. Với lại á, bạn hát á, bạn nên thọ thẻ. Tại vì cái hay của Lệ Quyên là âm thanh rất là, nghe rất là mạnh nhá, phát ra bén nhưng mà cực kỳ bỏ nhỏ. Quyên không có bao giờ hát ồn hết, bạn để cho Quyên hát không bao giờ ồn. Nhiều lần anh đến gần một chút thôi là người ta bỏ nhỏ, người ta nói chuyện với khán giả. Còn em một chút thôi, một chút thôi là đi hết rồi. Vừa đến với ca khúc Để Cho Em Khóc, một sáng tác của nhạc sĩ Phúc Trường. Trường sao em khóc vậy bé? Khóc rồi nè. Thôi, em khóc em rung rồi quá nè. Không? Đừng lo, mọi người thích em lắm, em đừng như, lo. Như Để Cho Em Khóc. Dạ. Để Cho Em Khóc. Đừng dỗ. Như ơi, Như ơi chết như, rồi. Chị để cho bạn ấy thỏa với cái cảm bé. Xúc của mình hiện tại. Sao vậy cơ? Bé, sao khóc vậy? Em hạnh phúc quá. Thấy chưa? Hay không? Sao vậy? Hạnh phúc. Em được hát cho chị Tuyết nghe. Em được hát cho chị Tuyết nghe. Trời ơi, thương quá. Dễ thương quá. Thương quá à. Giỏi lắm. Quý vị cho em một tràng pháo tay thật lớn nữa không ạ? À?
thật sự là Tuyết biết em bởi vì em là fan ruột của Minh Tuyết và thường hay giả Minh Tuyết ở trên Facebook. Tuyết thật sự là không có ngờ rằng là em đến đây dự thi cái chương trình ngày hôm nay. Rồi, mời Phúc quay trở lại sân khấu ha. Thương chị quá à. Em mê Tuyết rồi nào. Dạ, em không có mê, em bị lậm. Trời ơi, bị lậm luôn. Nhưng mà bây giờ hỏi nè, có chắc là thuộc hết bài của Tuyết không? Dạ, thuộc hơn 90% mà. Ồ, thương quá vậy ta. Tất cả những bài hit của chị là em thuộc hết và em diễn luôn. Thành hồi chưa nãy... thấy nha, bận đồ Minh Tuyết mà diễn nó hết sảy nữa hồi đó. Hồi nãy hát lên cái câu đầu tiên tôi nói phát nó cái đầm, phát nó cái đầm. Trời ơi, phát nó cái đầm nó bung lụa cho coi. Trời ơi, mặc bộ đồ này mà bước như là đang mặc đầm xẻ tà trời vậy đó. Ơi, xuất sắc em ơi. Nói chứ thế này, những cái sự hoàn thiện là những cái chuyện mà bạn sẽ làm ở những dòng sau. Ở dòng này có những cái va vấp nhỏ xóa mờ cho qua hết. Bữa nay á là có những cái câu á mà thả ra là y chang Minh Tuyết luôn chứ không phải không đâu nha. Em về em để ý cái chính tả của em. Em chỉ cần phát âm đúng nữa thôi là em sẽ rất là giỏi và rất là xuất sắc luôn. Em đừng có hát là vì em vẫn mãi là người đến xa, mà Tuyết là vì em vẫn mãi là người đến sau, sau. Là cái chữ U nó đóng cái miệng lợ, nghe. Phát cho cái đầm là Tuyết nhập em liền nha, Kinh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Mê lắm đó, triệu like. Cảm ơn Trấn Thành rất nhiều, em có thêm động lực rồi đúng không? Bây giờ em nghe nè, em nghe thần tượng của em nói nè. Thế chị Tuyết. Anh Thành nói rất là đúng, em cũng còn có rất là nhiều cái lỗi ở trong lúc mà em hát. Nhưng cái thần thái của em á nó rất là giống chị. Hồi nãy Tuyết chết cái đoạn mà xăng tô mà đứa đi lên anh, đi lên đó. Đi đây nè, xong quay một cái trời ơi, mà Tuyết quả chết cái đoạn đó, đi ra lại cái vụ đó coi, bước ra rồi lúc em bước tâm xuống trạng nè, rồi tâm trạng bước xuống ra, đúng rồi tâm trạng đúng rồi, và sau đó không, tôi không gần với anh nữa, tôi đi đây. Trời ơi. Cái đoạn đó mới chết người ta. Cái thần thái của em á, nó làm cho mọi người quên đi hết. Và chính bản thân chị cũng quên đi. Và chị cũng hiểu một điều rằng là chị là giọng nữ, em là nam, mà lại giả giọng nữ thì cái độ cao của mình rất là khó. Để mà vừa phải giả cho giống cái giọng của chị, mà vừa phải hát cho đúng cái nốt, cái cao độ thì nó vô cùng khó cho một người nam. Cho nên chị rất rất là thông cảm cho em. Với lại giả chị cho nên chị bỏ qua hết. Sao cũng được. Nhưng mà nè, cái người mà hiểu chị nhiều nhất, cái người mà nhìn thấy từng ánh mắt của chị, từng cái đưa tay của chị, tôi nổi da gà nè, từng cái lắc người của chị, trời ơi, đó không ai khác chính là đạo diễn đẹp trai nhất nước Việt Nam. Xin mời Hoàng Nhật Nam. Thì ghê quá. Mời anh. Cái show này bây giờ yêu thương nhau lộ liễu quá. Thành ơi, anh đã có thể phát biểu được chưa Thành? Dạ dạ, em mời anh bới đầu. Dạ. Ca khúc mà để cho em khóc này với những bài hát khác của cô Minh Tuyết toàn là những cái bài mà nó rất là ray rứt, những cái đoạn mà bỏ nhỏ và thủ thỉ giống như là để mà tâm sự thì em làm rất sâu sắc. Và đặc biệt là hôm nay trong cái vòng đầu thì mình chưa có phục trang, nhưng mà từng cái vóc dáng, những cái bước đi của em, đặc biệt là có cái đau bụng nữa. Cái đó anh gọi là đau bụng hả anh? Anh chỉ nói vui thôi. Thì có những cái diễn xuất nhún và đưa tay làm cho bốn giám khảo chúng tôi cảm thấy rất là hào hứng. Chắc chắn là nếu như em hóa trang toàn bộ luôn về mặt make up rồi mặt trang phục nữa thì anh nghĩ là cái sự cộng hưởng nó sẽ lên nhiều hơn nữa. Trời ơi, tôi đã lỡ yêu em rồi, làm sao ngăn được biết đâu trong đời, biết đâu nhức nhối tươi bời, bao đêm cô đơn bồi hồi, mong một người nhớ đến tôi. Phải làm sao, làm sao chiếm được trái tim của nàng,
làm sao để em hiểu rằng tim anh đã lỡ yêu rồi, nhưng em nào có hiểu tình tôi. Lỡ yêu đắm say trong tình mù khơi, nên đành chấp nhận vậy thôi, ôm xót xa dạ rời. Lỡ yêu biết rằng chẳng nhận bao nhiêu, vào yêu mới thấu trăm triệu khổ đau. Thầy đam mê thể xác căng đây, nghiêng ngửa cho dù hơn lần nghe đắng cay. Những lời này cho em, ta hồn ta khi đôi mặt đơn đêm đơn. Bỏ tay rồi nên lạc lòng đôi nơi. Hay quá. Từ đó đôi mình buông xuôi tất cả, như hai kẻ lạ. Em gặp anh ngoài mặt, anh gặp em cùng đầu. Khoan buồn dài hôn hút, đón buồn một lần qua. Người vui bên người để tôi thêm sầu. Nhìn em đây rồi ngỡ như xa vời. Tiếng yêu chưa dám nên lời, môi hôn chưa trao một lần, nhưng trong lòng anh đã lỡ yêu. Những lời này cho em, ta đời ta khắc khoải nửa đời. Thôi đam mê thể xác ra rơi, chế giữa đó đầy khi tàn mong em. Chưa dám nên lời, môi hôn chưa trao một lần, nhưng trong lòng anh đã lỡ yêu. Đam mê thể xác xa rơi, chế giữa đó đầy khi tàn mong em. Hai dòng ca rất là tuyệt vời vừa rồi, Quang Nghị và Tuấn Minh. Minh. Cho tôi nói trước. Dạ mời giám khảo Trấn Thành. Xuất sắc. Vỗ tay. Yeah. Yeah. Chuyên nghiệp. Không có một tí amateur nào. Cả hai người. Hát tình cảm. Hát có dấu ấn. Hát có chữ ký. Có nội tâm. Đầy đủ nội lực để thu hút người ta nghe. Dĩ nhiên là cái anh Ngọc Sơn ảnh còn thiếu một tí xíu cái sự tự tin và chắc chắn như cái bạn Nghị để mà hát giọng đan nguyên. Anh chỉ còn thêm một chút xíu tự tin nữa thôi thì là cái tiết mục này tôi dùng từ là hoàn hảo luôn. Nhưng dù gì đi nữa, hôm nay anh hát cũng rất hay, rất tốt, rất giống Ngọc Sơn. Hôm nay hai bạn, tôi nói thiệt, perfect. Cảm ơn giám khảo Trấn Thành. Thế còn đạo diễn Hoàng Nhật Nam, tôi sẽ nói về Tuấn Minh trước. Tuấn Minh chắc chắn là trong đời thường của Tuấn Minh sẽ là một con người rất là sôi nổi, rất là hóm hỉnh và rất là náo nhiệt, đúng không? Bởi vì lúc mà em ra đó, cái thần thái của em, cái nội lực bên trong em là có, những thí sinh còn lại cũng có chứ không phải là không. Nhưng mà làm sao để mà thể hiện ra cho khán giả được cảm nhận cái sự sôi nổi, cái sự nhiệt thành trong mình đó, thì em làm được cái điều đó từ đầu cho đến những cái vòng tiếp theo và đến cả hôm nay cũng vậy.
ở em lúc mà em hát hay là cái điệu bộ gì của em á, nó cũng tràn đầy năng lượng và nhìn rất là mang màu sắc giải trí. Anh nghĩ vậy, đó là cái phần ưu thế của em. Em cũng rất là biết giao lưu với lại bạn diễn. Còn về phần quan nghị nha, cái phần hát á, thì anh Thành đã khen em rồi, nhưng mà cái phần mà giao lưu á, nhiều lúc á, anh thấy Tuấn Minh nhìn sang em nhưng mà em không có cùng đáp lại cái sự giao tiếp đó đó. Em hơi bị tập trung vào cái phần mình chuẩn bị hát quá, cho nên là em để cho bạn bị lạc ra khỏi cái dòng giao lưu đó, thì em lưu ý giùm anh phần đó. Còn những cái phần hôm nay hai anh em rất là đẹp trai, mặc hai cái vest siêu win như là hai ngôi sao, diễn rất là dễ thương. Và hôm nay mọi người có thấy là Quang Nghị diễn với những cái bước trên sân khấu và vẫn rất làm chủ sân khấu đúng không ạ? Cho một tràng pháo tay cho Quang Nghị và cả Tuấn Minh. Em cảm ơn anh. Cảm ơn giám khảo Hoàng Nhật Nam. Thế còn chị Tư Cẩm Ly? Có thể là mình sẽ chưa hoàn hảo lắm, nhưng chữ ký là đều có hết. Giữa hai bạn, giữa hai thần tượng nghe là ra ngay. Tuấn Minh thì chị đã nói ở vòng đầu rồi, nhìn em là thấy, chị nói là tràn trề sinh khí, hiểu không? Và chị đang trông chờ một cái bài hát mà của anh Sơn mà coi như là em quậy tung cái sân khấu này nè, chị đang trông chờ đó. Chưa thấy thôi. Có thể là với cái bài hát này nó tâm trạng quá cho nên là Nghị cứ coi như là chìm đắm vào cái nhân vật của mình, cho nên là không có giao lưu với em nhiều, mà em thì lúc nào nhìn mặt em mà thấy tươi rồi. Không, nhưng mà Thành muốn nói với bạn Minh như này là bạn phải chủ động bạn ạ. Bạn lâu lâu các bạn cứ bị cảm thấy mình không biết mình phải làm gì kế tiếp á. Bạn có cảm giác điều đó không? Nó bị cứ thừa nào. Bạn cứ thoải mái, người ta hát, bạn cứ tưởng tượng bạn là Ngọc Sơn, bạn du dương, bạn cứ phiêu theo nhạc. Bạn phải chủ động mọi điều trong cơ thể của mình. Tại vì bạn đang làm tốt mà bạn có làm gì dở đâu mà bạn lúc nào cũng bị cảm thấy là không biết mình phải làm gì kế tiếp, cứ bị rụt rè thế nào ấy. Bạn ấy chưa đặt trọn mình. Anh Thành nói chuẩn quá, anh Thành nói chuẩn quá, vì em cứ sợ làm bị làm quá. Không hề. Bạn đang làm rất tốt, bạn cứ chủ động mọi chuyện cho tôi. Tại vì bạn cứ làm tốt cái phần của bạn đi, mọi người sẽ nhìn lên trên đó, không có gì là quá cả. Một cuộc thi nhảy giọng thần tượng của mình nó không có cái chuẩn mực gì gọi là quá cả, thì cứ làm đi. Còn hơn là mình. Em ơi bao giờ nhớ thương này ngoài. Băng Kiều Đà Vương xin chúc cho quý vị một đêm thật vui. Và Hưng và Kiều rất cảm ơn công ty Sen Vàng đã giao duyên cho Hưng và Kiều đứng chung trên sân khấu này. Sợ thiệt luôn á. Tôi sợ thiệt. Em thấy sợ. Thì thi chi vậy, đi về. Ê, đi. Hồi xưa tôi ông bảo đảm hơn nha. Tôi xưa cái ông Bằng Kiều này, ông làm bên cái đội báo cháy. Em ơi bao giờ. Hát quốc con câu mà tôi cười muốn chết, lần nào ổng vô tôi cũng giật mình hết trơn. Ê nó nghe nè, em giải trí lắm em, anh nói thiệt. Em á, em hát không có giống 100% giống như là cái bạn Đàm Vĩnh Hưng bên này, nhưng mà em có rất là nhiều cái đoạn mà giống anh Bằng Kiều lắm. Dĩ nhiên nó không có được trao chuốt nhưng mà giống lắm, mà cái quan trọng là em giải trí em ơi, em vui cùng lắm em ơi. Không, thực sự là dòng này đó bạn hát có nhiều nét giống anh Kiều hơn là dòng trước. Nó có nhiều âm sắc bắt hơn là bình cái dòng tĩnh hơn. Và bình tĩnh hơn. Và nhất là những cái câu cao á thì hát nghe nó rất là giống anh Kiều. Với lại nên nhớ một điều là bạn hát hơi ngắt câu ngắt chữ nhiều quá. Anh Kiều anh hát nó mượt mà lắm. Đúng rồi, nó nối. Nó nối với nhau. Tại vì em hát mà ở đây chị tội nghiệp cho cái cổ họng của em quá. Chị nghĩ chắc nó tưa tét cho nó đau không em? Đau. Có cố em gắng có hát bằng em cổ em có cảm thấy nó đang bị dạ không, giọng của em từ nhỏ nó đã vậy rồi không. Chứ, dạ. Không phải là chị nói em hát rè mà chị đang hỏi em hát rồi nè, em có đau không cái cổ? Dạ không. Rồi chị có cảm giác như vậy đó, em làm cho người ta có cái cảm giác là em sử dụng cái cổ họng của em nhiều không. Quá nó thật không. Là bạn này á là sẽ có khả năng train đó, train bạn là bạn hát tốt đó, là tại vì bạn có điều kiện thuận lợi. Chỉ có cách là bạn chưa biết cách khai thác cái giọng của bạn thôi. Có một cái chi tiết mà thú vị á, anh muốn nhắc ra đây á, là lúc hai em hát song ca nam á, thì Tuấn Phong hát là biết em sẽ buồn thì nhìn sang Quốc Tuấn, biết em sẽ buồn thì ông Quốc Tuấn ông bẽn lẽn. Ông bối rối giống như mắc cỡ.
Rồi ông kia cũng hát lại là biết anh sẽ buồn. Rồi ông kia cũng nhìn lại thì... Vì mình chẳng có ngày mai là báo trước rớt hết hai người đó. Cho nên là Song Ca Nam anh nghĩ là lúc mình nên chọn cái câu nào để mình nhìn nhau. Chứ nó rơi vào cái câu mà nó... Cái câu đó là câu nam nữ. Cái câu nam nữ mà nhìn thẳng, nhìn câu nhau đó mình nhìn thẳng. Mà mình nhìn nhau thì... Mà bẹn lẻn vậy thì thấy nó hơi... lợn cợn một chút xíu. Hơi lợn cợn.